có gan ăn cắp, phải có gan chịu đòn, phải không con? Vâng. Mình ngồi đây để mẹ vào trong kia xem đây có đúng là nhà thủ trưởng mày không nhá. Vâng. Ừ. Đúng rồi con ơi, Phấn ơi, đúng nhà thủ trưởng mày rồi con ạ. Phấn. Dạ. Hôm nay mẹ đưa mày đến đây làm gì? Dạ mẹ đưa con đến đây để xin lỗi ạ. Mày vào xem thủ trưởng mày có nhà không con? Thôi mẹ đi về, con sợ thủ trưởng con lắm, con không. Rồi thì mày cứ ngồi đây nhá. Dạ vâng. Để tao xem thủ trưởng mày có nhà không. Quân ơi. Dạ. Này, mày bảo thủ trưởng mày ghê gớm lắm, tinh thương lắm. Thế mà tao vừa mua vào tao lại thấy nó đang nhảy múa tưng bừng quá nè. Mà tao định nghe thấy nó nói thì suốt mèo. Có suốt mèo ạ. Ừ, có suốt. Có suốt mèo ạ. Thế là xong đời con rồi mẹ ơi. Sao con? Ở cơ quan mỗi lần mà trong phòng anh có cái chữ suốt mèo là thế nào cũng có thằng bị đuổi việc đấy. Ôi vâng. Thôi mày đừng có dọa mẹ nhá. Mày ngồi yên đấy. Dạ. Để tao vào tao nói chuyện với thủ trưởng mày. Dạ. Ừ. À, kính thưa à này thủ trưởng mày tên gì con? Khởi. Nguyễn Văn Khởi. Khởi hả? Rồi Nguyễn Văn Khởi. Kính thưa thủ trưởng Nguyễn Văn Khởi, tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Văn Phấn. Thật tình cờ và thật bất ngờ, tên của hai chú cháu kết hợp với nhau thành chữ Phấn Khởi. Phấn Khởi con ơi. Chết. Hôm nay tôi đến đây rất mong được ngưỡng mộ dung nhan của thủ trưởng, trong lòng rất hồ hởi, phấn khởi và chờ đợi. Mẹ, con nói có một câu thôi mà anh tắt con một cái rồi đuổi việc. Mẹ đứng đấy nhìn nhèo lắm chuyện nhá. Anh ấy cáu lên nhá. Người mẹ đã như con cầy cậy thế này rồi nhá. Anh ấy táng một phát mẹ bẹp như con rán, nó còn không chịu trách nhiệm đâu. Mày đừng có dọa mẹ nhá. Mày cứ ngồi yên đấy để mẹ mày giải quyết vụ này. Rồi. Kính thưa chủ trưởng Nguyễn Văn Khởi, thằng khốn nạn. Trời ơi, thằng khốn nạn kia. Ôi. Mày định chạy hả? Mày định lừa mẹ mày hả? Ai ngồi trên đây? Ui giời. Ui giời. Ôi giời ơi, túm được thằng con mất dạy này vất vả quá các bác ạ. Ngồi yên đấy. Kính thưa thủ trưởng Nguyễn Văn Phấn, tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Văn Khởi. Thật tình cờ và thật bất ngờ. Nhầm. Nhầm gì? Người ta là Nguyễn Văn Khởi. Ừ. Thế mẹ lại, tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Văn Khởi. Thế mẹ là mẹ người ta. Kính thưa thủ trưởng, tôi xin lỗi, tôi nhầm. Tôi là phụ huynh của cháu Nguyễn Văn Phấn. Thật tình cờ và thật bất ngờ, tên của hai chú cháu kết hợp với nhau thành chữ Phấn Khởi. Hôm nay tôi đến đây rất hy vọng được chiêm ngưỡng dung nhan của thủ trưởng, trong lòng rất hồ hởi phấn khởi và chờ đợi. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, sao lại đứng kiểu người lính bồng súng thế này? Mẹ ơi. Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ ơi. Mẹ cá rô đực của con ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh. Phấn ơi. Dạ. Trần đời tôi chưa nhìn thấy một cái nốt ruồi nào to quá khổ như thế con ạ. Mà trần đời tôi chưa nhìn thấy một cái bộ răng nào nó vẩy quá khổ như thế con ạ. Mẹ ơi, trần đời chưa bao giờ con thấy một cái khuôn mặt trông như trâu luộc cả con như thế mẹ. Đúng rồi con ơi. Sao mà thủ trưởng của mày xấu quá thể con ạ. Nhưng mà mẹ ơi, con đã nói với mẹ rồi. Có phải đơn giản đâu mà mẹ bắt con đến đây để xin lỗi. Không đơn giản thì lại càng phải lao vào con ạ. Mặt người ta như thế là do cha sinh mẹ đẻ người ta. Việc gì mà phải sợ? Tao chả sợ cái gì cả. Được rồi. Ừ, mày cứ để đấy, tao làm việc. Thủ trưởng mày không việc gì phải sợ hả? Vâng. Thủ trưởng Khởi ơi, cho xin tí ánh sáng. Ô, mẹ bảo mẹ không sợ, tại sao lại xin tí ánh sáng?
Khổ, tao không thích bóng tối thì tao gọi ánh sáng thế thôi. Anh Khởi ơi, cho xin tí đèn. Chị hỏi cái gì? Dạ báo cáo thủ trưởng, em không hỏi mà thằng con trai em nó hỏi. Ôi trời ơi, dạ. Báo cáo thủ trưởng em không hỏi, mẹ em hỏi. Phấn ơi, Phấn ơi, ca này có, con giúp mẹ với Phấn ơi. Thôi mày vào đi, mày vào đi con. Em chào anh ạ. Mày còn đến đây làm gì? Ui trời đấy, mẹ thấy chưa, kiểu gì anh ấy chả đuổi về mà mẹ... Đứng lại, đứng yên đấy. Báo cáo thủ trưởng Nguyễn Văn Khởi, hôm nay tôi đến đây có chai rượu xin phép thủ trưởng, mong thủ trưởng nhận cho. Tôi không uống rượu nút túi. Thủ trưởng ơi, thôi thủ trưởng nhận cho, thủ trưởng tha cho thằng con em đi. Thủ trưởng Khởi ơi, thủ trưởng Khởi ơi, anh Khởi. Khởi ơi. Nhận rồi à mẹ? Mẹ mày nói có một câu quá văn hóa mà thủ trưởng mày nhận ngay. Ôi trời ơi con ơi, sướng quá con ơi, trời ơi con ơi, sướng quá con ơi. Thủ trưởng ơi, cầm lấy thủ trưởng. Tôi nhận đâu, cầm lấy, mang về đi. Cầm lấy thủ trưởng ơi, về đi. Cầm lấy, cầm lấy. Mang về đi, thủ trưởng. Chết rồi. Chai lúa mới ngon thế này mà nó giả lại rồi. Lễ đi lễ hoàn lại rồi, thánh không nhận rồi. Ôi dồi ôi, Phấn ơi làm thế nào bây giờ hả con? Được rồi, để đấy, mẹ mày làm việc lần thứ hai. Em báo cáo thủ trưởng Khởi, hôm nay em đã đưa thằng con trai em đến đây là để thủ trưởng dạy bảo. Là để thủ trưởng dạy bảo nó. Dạ mong thủ trưởng bất giận, thủ trưởng tha cho thằng con trai em. Dạ thưa thủ trưởng, mời thủ trưởng dạy nó chứ, thằng con trai em nó láo lắm. Này, tôi không có gì phải dạy bảo. Nó cả nhớ, hai mẹ con bật. Về đi. Phấn ơi. Dạ. Thủ trưởng mày bị làm sao thế con? Mẹ ơi, thủ trưởng con bị bệnh chắc ư. Mỗi lần ở cơ quan mà họp giao ban hay là họp hội nghị gì, thủ trưởng kính thưa các đồng chí chắc ư. Này thằng kia, tao làm gì mày mà mày bảo tao? Mà tao thì có liên quan gì đến nhà mày? Thủ trưởng ơi, thủ trưởng. Dạ. Em không biết thủ trưởng, em tưởng thủ trưởng bị bệnh chắc ư, nên em mới nói với mẹ em là thủ trưởng bị chắc ư. Chứ nếu em không biết thủ trưởng là bị bệnh chắc ư thì... Mày ngu con ơi, ngu quá. Bình thường thì mày cũng một tội, bây giờ mày gắn cho thủ trưởng cái bệnh chắc ư ngay. Thủ trưởng mày á, còn giận mày hơn nhá, mày còn tội to. Ôi thế con nhớ. Dạ vâng ạ. Dạ báo cáo thủ trưởng Khởi, thôi thì thủ trưởng đã ký cái quyết định đuổi thằng con trai em. Bây giờ thì báo cáo thủ trưởng, mong thủ trưởng rút lại có được không? Tôi nói cho bà biết, tôi mà không ký quyết định đuổi con bà thì ở cái cơ quan này cũng khối người ta muốn đuổi con bà rồi nhá. Dạ em báo cáo thủ trưởng. Thằng này, mày vào xin lỗi anh ấy đi. Không, mà mẹ cởi trói cho con đi, vướng bận hết người mà ở đấy thủ trưởng cứ... Cái mẹ gì? Cởi trói cho con đi. Cởi à? Mày bảo cho cởi à? Mày muốn cho cởi à? Mày muốn cho cởi là cởi cái gì? Hả? À. Mày vào xin lỗi anh ấy đi. Nhanh. Anh ơi, em không có ý định nói đểu anh đâu ạ. Mày có ý định gì hay không tao không quan tâm. Nhưng mà nhiều người ở cơ quan này, người ta muốn tống cổ rồi đấy. Không phải ạ. Mẹ ơi. Gì? Không phải thế. Không phải thế. Con không nói gì anh ấy mà anh ấy cứ bảo là nhiều người cơ quan muốn tống cổ con ra. Thôi mẹ cởi trói cho con đi. Mẹ cởi trói cho con đi. Mẹ cởi trói cho mày. Vâng. Nhưng mà mày đừng phóng mắt con nhá. Vâng ạ. Rồi, mình ra đi con. Thôi mẹ ơi. Hả? Anh ấy đuổi rồi đấy, mẹ liệu mà về đi. Về mà ăn cám à? Đầu tư bao nhiêu tiền cho mày vào đây để mày được làm một cái chân bảo vệ ở cơ quan nhà nước. Vâng. Bây giờ mày leo lên cái chân tổ phó tổ bảo vệ rồi mà chỉ vì một cái việc quản quan thế này để cho người ta đuổi việc mày. Mày vào xin lỗi anh ấy đi. Nhưng mà anh ấy chả cần xin lỗi đâu. Chả cần cái gì? Tao không có nhu cầu. Đấy. Không có nhu cầu càng phải xin lỗi con ạ. Vào xin lỗi. Con đã xin lỗi xong thì bị đuổi việc ngay lập tức. Mẹ không tin con à? Thằng kia. Mày ăn nói cho cẩn thận. Mày ăn nói cho cẩn thận.
là tại mày nhá. Mày bảo xin lỗi anh đi. Con biết xin lỗi à? Anh ơi, em không có ý định nói đều của anh đâu anh ạ. Tao không cần quan tâm đến việc mày có ý định hay không có ý định. Tao nói cho mày biết, mày bỏ ngay cái kiểu ăn nói mắt dậy đi. Em hoàn toàn theo thói quen là chào mọi người. Thì mày chào thế nào? Thì con thấy anh ấy bước chân vào cổng cơ quan. Ừ. Con mới nhanh nhảu chạy ra con mở cổng. Ừ. Con cúi đầu con chào là em chào anh. Đẹp trai. Khốn nạn. Bà bảo ai khốn nạn? Không, em bảo thằng con trai em nó khốn nạn. Trời ơi Phấn ơi. Tại sao mẹ lại bảo con khốn nạn? Mày ngu lắm Quân ơi, nào Quân ơi. Thủ trưởng lại đem bảo. Tao hỏi mày nhá. Người ta làm cái gì? Người ta trêu chọc gì mày? Mà tại sao giữa chỗ đông người mày lại khen người ta là đẹp trai? Trời ơi. Mẹ, anh ơi em không có ý định nói thế đâu ạ. Tao còn lạ gì cái thói ăn nói bố láo hút tét. Không mày. Phải, tại mấy con mụ ở cổng nó cứ khúc khích nó cười. Anh giận cá chém tớt anh lại đánh em. Sao mày không tát cho mỗi đứa một cái? Tát nó lại cười rú lên. Anh ấy tưởng là dàn cảnh trêu anh. Này, tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Mày cũng không phải là dạng vừa đâu. Ai rời lên thủ trưởng cơ quan thì phải sợ nhân viên bao giờ. Tôi đường hoàng là một thủ trưởng đầy tư cách. Nhưng mà hễ cứ đến cơ quan nhìn thấy mặt nó là em làm gì mà. Mẹ ơi con làm gì anh ấy mà anh. Con. Mày bỏ ngay cái kiểu mà nguyên tắc hay đi nữa. Mày bỏ ngay cái kiểu mà nguyên tắc cái gì nhá. Mẹ ơi mẹ không biết gì cả. Con nói cho mẹ nhé, con phải làm việc theo nguyên tắc. Ừ. Là bởi vì con là bảo vệ. Ừ. Làm việc theo nguyên tắc để cuối tháng cuối quý con được bình bầu là bảo vệ tiên tiến. Ừ. Con có phần thưởng là một phong bì 50.000. Đúng rồi. Nói. Bà ra đây. Dạ. Tôi nói thật cho bà biết. Dạ. Lần nào cuối tháng cuối quý tôi chẳng ký cho nó cái danh hiệu tiên tiến để có phong bì. Vâng. Thế mà thằng kia, tại sao tao đi qua cổng mày vẫn bắt tao xuống xe xuất trình giấy tờ? Nguyên tắc như thế là đúng rồi. Thủ trưởng là thủ trưởng của một cơ quan nhà nước. Thủ trưởng phải gương mẫu để cho anh em người ta còn noi theo. Nhưng mà bà không biết. Chuyện gì? Ở cái cổng bảo vệ có cái gương to tướng. Mỗi lần nó bắt tôi xuống xe xuất trình giấy tờ, ngang bằng nó bắt tôi một lần soi gương. Soi gương thì làm sao? Nhưng mà tôi kỵ soi gương từ bé bà có biết không? Anh ơi, đấy cũng là nguyên tắc cơ mà. Lại nguyên tắc. Tao hỏi mày nữa, thế tại sao đến ca trực của thằng Chiến thì nó lại cất cái gương ấy đi? Còn đến ca trực của mày là mày lại phơi cái gương ấy ra. Hả? À? Mày làm cho tao... Anh ơi. Em không biết là anh kỵ soi gương. Chứ nếu mà em biết là anh kỵ soi gương thì em còn cất gương trước anh Chiến. Ôi trời ơi. Mà thằng này nó lại đèo. Thằng này chuyên ra đèo. Em làm gì ạ? Mày có biết rằng cái hôm mày bắt tao dừng xe ở trước cái gương ấy không? Dạ có. Tao đang lúc cả cái khuôn mặt của tao hiện hiện lên trên cái gương thì mày lại chào là em chào anh đẹp trai ạ. Trời ơi. Mày chào cái kiểu đèo thế à? Em chào hoàn toàn vô tư anh ạ. Vô tư cái gì? Trước khi mày chào tao, tao còn thừa biết là mày liếc nhìn tao rồi mày mới chào. Anh ơi, không phải ạ. Thôi bây giờ em đành phải thú thật. Mẹ ơi, thôi mình là phận. Mình là vận con sâu cái kiến. Mình là lính thì mình phải cần được sếp quan tâm, nâng đỡ. Thế là anh ơi, em muốn nịnh anh một tí thì mà... Nịnh à? Mình nịnh thì mày phải lựa lời mà nịnh chứ. Không phải bất cứ ai mày cũng nịnh là đẹp trai được đâu hả con? Mẹ nói cho mày biết này, mày nhìn đây này. Thủ trưởng cho đem nhờ tí, thủ trưởng em nhờ. Mày nhìn vào mặt người ta đây này. Mặt người ta hoàn cảnh như thế này thì mày phải chừa ra chứ hả con? Trời ơi không mẹ ơi. Con chào anh ấy hoàn toàn vô tư ạ. Nhưng tổ cha mày, mày trước khi nhìn chào thì mày cũng phải nhìn vào cái mặt tao chưa? Dạ, đưa thủ trưởng. Dạ. Mày vào xin lỗi anh đi. Con biết xin lỗi như thế nào? Xin lỗi vì mày đã xin lỗi. Thì em xin lỗi anh bởi vì em đã xin lỗi anh thế á? Chết rồi, mình nói câu này chưa ổn rồi. Thì mày cứ xin lỗi đi. Xin lỗi anh lại tát cho cái nữa. Mẹ thích bị tát, mẹ đi mà vào xin lỗi. Mày muốn không? Tôi đấm một vát thì vỡ mặt tao ngay. Vỡ mặt mày ngay nhá. Mày cứ đứng đấy. Thưa thủ trưởng, thì bây giờ em báo cáo với thủ trưởng. Thế thủ trưởng muốn thằng con trai em nó phải xin lỗi như thế nào thủ trưởng mới tha lỗi cho nó? Bà ra đây. Dạ. Tôi để tôi nói cái tỉ người với bà. Vâng. Đơn giản vấn đề tôi thí dụ cho bà xem. Vâng.
Bà quay mặt vào đấy. Bà cứ nhìn thẳng vào sự thực đi. Bây giờ bà ra đường. Vâng. Nhìn người bà cứ như là Đào Thế Nhật Tân thế này. Mà ra đường nó bảo em chào chị phốp pháp xinh xắn thì bà có điên không? Chả điên. Em xác định rõ ràng tư tưởng cho em rồi. Được rồi. Lại đây. Dạ. Thế bây giờ là trông bà cũng thông minh. Vâng. Xinh xắn. Vâng. Riêng ráng. Vâng. Thờ chồng với con. Vâng. Thế ngoài đường nó bảo là chào con mụ si căng đao với bà có điên không? Em sẽ bổ vào mặt nó ngay đi. Ba thử hỏi như thế thì còn thằng con trai bà có đáng đuổi việc không? Dạ với em là em đuổi luôn, đuổi ngay. Ôi mẹ ơi, con đuổi. À. Báo cáo thủ trưởng, vấn đề này thì cần phải xét đến hoàn cảnh mẹ quá con côi, thủ trưởng ơi. Thôi thủ trưởng ơi, thủ trưởng tha lỗi cho nó. Thằng này, mày vào xin lỗi thủ trưởng con đi. Con không biết xin lỗi như thế nào hết. Thì mày cứ xin lỗi thế nào thì mày tự nghĩ ra. Con không biết xin lỗi như thôi, hai mẹ con nhà bà về đi. Mẹ ơi, con không biết xin lỗi như thế nào đâu. Con không biết xin lỗi như thế nào đâu mẹ ơi. Rồi ôi thằng con tôi, thủ trưởng ơi, thủ trưởng. Thủ trưởng cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Thủ trưởng cứ đứng ở đây, đừng đi đâu để em kéo thằng con mất dạy lại xin lỗi thủ trưởng. Trời ơi.